vào thai mẹ ở vào trong cái nơi u tối bẩn thỉu đó, cái a lại gia thức của chúng ta thì tạm quên đi thôi. Giống như các quý vị lấy một cái hòn đá để đè lên một cái bãi cỏ trong một khoảng một vài tuần, thì các quý vị nghĩ là bãi cỏ đấy nó chết đi thật chưa? Chết chưa? Chưa chết thật. Nó chỉ mới gì, mới héo lá và gì, chết cái lá thôi. Các quý vị nhấc cái hòn đá đi khỏi bãi cỏ và gì, một vài tuần và một vài tháng sau nó lại tiếp tục mọc đi, mọc lên như thường, và thậm chí nó còn tốt hơn cái gì, cái chỗ cỏ mà không bị đè đá kia. A lại ra thức, tức là cái tạng thức chủng tử, tức là cái trí nhớ, cái nhân quả tội phúc của chúng ta gieo trồng vào trong tạng thức A lại ra của chúng ta cũng tương tự như thế. Còn vì sao mà ở dưới quay âm nó đi tìm ta, nó báo án được ta, là vì sao? Vì nó chưa nhập thai, tâm của nó thì một lòng một dạ, nó thì đi báo. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.